Cập nhật tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ. Bản tin tối ngày 24 tháng 11. Tính đến 19 giờ hôm nay, Cần Thơ ghi nhận 942 ca nhiễm mới, trong đó 26 trường hợp tầm soát ngoài cộng đồng, 163 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế, 201 trường hợp trong khu vực phong tỏa, 48 trường hợp trong khu vực cách ly, 504 trường hợp cách ly tại nhà. Đã truy vết 45 F1 liên quan và đang tiếp tục điều tra truy vết. Các trường hợp nhiễm COVID-19 được ghi nhận cụ thể ở các quận huyện sau. Quận Ninh Kiều ghi nhận 299 ca nhiễm mới, trong đó phường Cái Khế ghi nhận 12 trường hợp, gồm 6 tầm soát tại cơ sở y tế, 2 trong khu cách ly, 3 trong khu vực phong tỏa và 1 cách ly tại nhà. Phường Tân An ghi nhận 73 trường hợp, gồm 8 tầm soát ngoài cộng đồng, 17 tầm soát tại cơ sở y tế, 3 trong khu cách ly và 45 cách ly tại nhà. Phường An Bình ghi nhận 42 trường hợp, gồm 4 tầm soát ngoài cộng đồng, 9 tầm soát tại cơ sở y tế, 1 trong khu cách ly và 28 cách ly tại nhà. Phường An Nghiệp ghi nhận 2 trường hợp trong khu cách ly. Phường Hưng Lợi ghi nhận 58 trường hợp, gồm 4 tầm soát tại cơ sở y tế, 42 trong khu vực phong tỏa và 12 cách ly tại nhà. Phường Xuân Khánh ghi nhận 47 trường hợp, gồm 2 tầm soát tại cơ sở y tế và 45 cách ly tại nhà. Phường An Hòa ghi nhận 5 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế. Phường An Cư ghi nhận 21 trường hợp, gồm 2 tầm soát tại cơ sở y tế, 1 trong khu cách ly và 18 cách ly tại nhà. Phường An Khánh ghi nhận 25 trường hợp, gồm 2 tầm soát ngoài cộng đồng, 17 tầm soát tại cơ sở y tế, 3 trong khu cách ly và 3 cách ly tại nhà. Phường An Phú ghi nhận 2 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế. Phường Thới Bình ghi nhận 12 trường hợp, gồm 1 tầm soát tại cơ sở y tế và 11 cách ly tại nhà. Quận Bình Thủy ghi nhận 75 ca nhiễm mới, trong đó phường Bình Thủy ghi nhận 9 trường hợp, gồm 3 tầm soát tại cơ sở y tế, 3 trong khu cách ly và 3 cách ly tại nhà. Phường Trà Nóc ghi nhận 1 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế. Phường An Thới ghi nhận 19 trường hợp, gồm 4 tầm soát tại cơ sở y tế, 1 trong khu cách ly và 14 cách ly tại nhà. Phường Long Hòa ghi nhận 12 trường hợp, gồm 1 tầm soát tại cơ sở y tế và 11 cách ly tại nhà. Phường Thới An Đông ghi nhận 15 trường hợp, gồm 1 tầm soát ngoài cộng đồng và 14 cách ly tại nhà. Phường Trà An ghi nhận 4 trường hợp cách ly tại nhà. Phường Long Tuyền ghi nhận 6 trường hợp, gồm 4 tầm soát tại cơ sở y tế và 2 cách ly tại nhà. Phường Bùi Hữu Nghĩa ghi nhận 9 trường hợp, gồm 1 tầm soát tại cơ sở y tế, 1 trong khu cách ly và 7 cách ly tại nhà. Quận Thốt Nốt ghi nhận 105 ca nhiễm mới, trong đó phường Thốt Nốt ghi nhận 70 trường hợp, gồm 7 tầm soát tại cơ sở y tế, 12 trong khu cách ly và 51 trong khu vực phong tỏa. Phường Thuận An ghi nhận 11 trường hợp, gồm 1 trong khu cách ly và 10 trong khu vực phong tỏa. Phường Thới Thuận ghi nhận 14 trường hợp, gồm 2 tầm soát tại cơ sở y tế, 1 trong khu cách ly và 11 trong khu vực phong tỏa. Phường Tân Lộc ghi nhận 3 trường hợp, gồm 1 trong khu vực phong tỏa và 2 cách ly tại nhà. Phường Tân Hưng và phường Trung Nhất ghi nhận mỗi nơi 1 trường hợp và đều tầm soát tại cơ sở y tế. Phường Thuận Hưng ghi nhận 5 trường hợp, gồm 2 tầm soát tại cơ sở y tế, 2 trong khu cách ly và 1 cách ly tại nhà. Quận Ô Môn ghi nhận 42 ca nhiễm mới, trong đó phường Phước Thế ghi nhận 19 trường hợp, gồm 5 tầm soát tại cơ sở y tế, 1 trong khu vực phong tỏa và 13 cách ly tại nhà. Phường Thới An ghi nhận 10 trường hợp cách ly tại nhà. Phường Thới Long ghi nhận 3 trường hợp và phường Thới Khoa ghi nhận 5 trường hợp, đều được tầm soát tại cơ sở y tế. Phường Châu Văn Liêm ghi nhận 5 trường hợp, gồm 2 tầm soát tại cơ sở y tế và 3 cách ly tại nhà. Quận Cái Răng ghi nhận 107 ca nhiễm mới, trong đó phường Hưng Phú ghi nhận 28 trường hợp, gồm 2 tầm soát tại cơ sở y tế, 1 trong khu cách ly và 25 cách ly tại nhà. Phường Phú Thứ ghi nhận 35 trường hợp, gồm 3 tầm soát tại cơ sở y tế và 32 cách ly tại nhà. Phường Lê Bình ghi nhận 22 trường hợp, gồm 3 tầm soát tại cơ sở y tế và 19 cách ly tại nhà. Phường Hưng Thành ghi nhận 12 trường hợp cách ly tại nhà. Phường Tân Phú ghi nhận 1 trường hợp cách ly tại nhà. Phường Ba Láng ghi nhận 3 trường hợp và phường Thường Thạnh ghi nhận 6 trường hợp, đều được tầm soát tại cơ sở y tế. Huyện Thới Lai ghi nhận 44 ca nhiễm mới, trong đó xã Trường Thắng ghi nhận 1 trường hợp cách ly tại nhà. Thị trấn Thới Lai ghi nhận 11 trường hợp, gồm 4 tầm soát ngoài cộng đồng, 5 trong khu cách ly và 2 cách ly tại nhà. Xã Thới Thạnh ghi nhận 2 trường hợp trong khu cách ly. Xã Thới Tân ghi nhận 17 trường hợp cách ly tại nhà. Xã Định Môn ghi nhận 3 trường hợp tầm soát ngoài cộng đồng. Xã Tân Thạnh ghi nhận 2 trường hợp, gồm 1 tầm soát ngoài cộng đồng và 1 tầm soát tại cơ sở y tế. Xã Xuân Thắng ghi nhận 2 trường hợp tầm soát ngoài cộng đồng. Xã Đông Bình ghi nhận 5 trường hợp, gồm 1 tầm soát ngoài cộng đồng và 4 cách ly tại nhà. Xã Trường Xuân B ghi nhận 1 trường hợp trong khu cách ly. Huyện Phong Điền ghi nhận 1 ca nhiễm mới, trong đó
xã Gia Xuân ghi nhận 1 trường hợp trong khu cách ly, xã Mỹ Khánh ghi nhận 4 trường hợp, xã Nhân Nghĩa ghi nhận 4 trường hợp và xã Trường Long ghi nhận 2 trường hợp, đều được phát hiện qua tầm soát tại cơ sở y tế. Huyện Vĩnh Thạnh ghi nhận 155 ca nhiễm mới, trong đó, xã Vĩnh Trinh ghi nhận 4 trường hợp, gồm 1 trong khu cách ly, 2 trong khu vực phong tỏa và 1 cách ly tại nhà. Xã Thạnh Mỹ ghi nhận 25 trường hợp, gồm 18 trong khu vực phong tỏa và 7 cách ly tại nhà. Xã Thạnh Lộc ghi nhận 9 trường hợp, gồm 2 trong khu vực phong tỏa và 7 cách ly tại nhà. Thị trấn Vĩnh Thạnh ghi nhận 24 trường hợp, gồm 1 tầm soát tại cơ sở y tế và 23 cách ly tại nhà. Xã Thạnh Quế ghi nhận 77 trường hợp, gồm 46 trong khu vực phong tỏa và 31 cách ly tại nhà. Xã Vĩnh Bình ghi nhận 2 trường hợp trong khu vực phong tỏa. Xã Thạnh Tiến ghi nhận 3 trường hợp cách ly tại nhà. Xã Thạnh An ghi nhận 11 trường hợp, gồm 8 trong khu vực phong tỏa và 3 cách ly tại nhà. Huyện Cờ Đỏ ghi nhận 70 ca nhiễm mới, trong đó, xã Thới Xuân ghi nhận 6 trường hợp, gồm 1 tầm soát tại cơ sở y tế và 5 cách ly tại nhà. Xã Đông Hiệp ghi nhận 8 trường hợp, xã Đông Thắng ghi nhận 2 trường hợp và thị trấn Cờ Đỏ ghi nhận 31 trường hợp, đều được cách ly tại nhà. Xã Thành Phú ghi nhận 4 trường hợp, gồm 3 tầm soát tại cơ sở y tế và 1 cách ly tại nhà. Xã Trung Hưng ghi nhận 2 trường hợp, gồm 1 tầm soát tại cơ sở y tế và 1 cách ly tại nhà. Xã Trung An ghi nhận 7 trường hợp, gồm 1 tầm soát tại cơ sở y tế, 1 trong khu vực phong tỏa và 5 cách ly tại nhà. Xã Thới Đông ghi nhận 1 trường hợp tầm soát tại cơ sở y tế. Xã Trung Thành ghi nhận 9 trường hợp, gồm 1 tầm soát tại cơ sở y tế, 2 trong khu cách ly và 6 cách ly tại nhà. Ngoài ra, Cần Thơ còn ghi nhận 34 ca nhiễm mới là người về từ các tỉnh thành khác gồm Thành phố Hồ Chí Minh 5, tỉnh An Giang 6, tỉnh Vĩnh Long 7, tỉnh Hậu Giang 4, tỉnh Sóc Trăng 1, tỉnh Đồng Tháp 4, tỉnh Kiên Giang và tỉnh Cà Mau mỗi nơi 1 trường hợp, tỉnh Bạc Liêu 5. Tính từ đầu dịch đến nay, thành phố Cần Thơ đã ghi nhận 20.026 ca nhiễm, đã truy vết 27.363 F1, 13.450 F2 liên quan, đã điều trị khỏi cho 10.124 bệnh nhân. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.